Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến một cái địa điểm thật là quen thuộc của kênh Quê Dừa mình, đó là nhà của anh Đạt, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Rồi xin mời quý vị cùng mình gặp anh Đạt ha. Xin chào Đạt. Dạ em chào anh Tấn ạ. Em chào các chú các bác đang theo dõi kênh Quê Dừa. Cảm ơn các chú các bác đã ủng hộ con mấy clip vừa qua. Con tên là Đạt, ở ấp 12 Tân Lễ, Vùng Trơm, Bến Tre. Số điện thoại con là 0367 841 563, là số Zalo luôn. Hôm nay có lên 10 cái phôi, trong đó có 8 phôi tứ quý, còn lại 2 phôi mai vàng. Con bán giao lưu ship toàn quốc nha các bác. Ship toàn quốc ha. Dạ dạ. Rồi mình vào phôi số 1 quý vị ơi. Phôi số 1 là phôi tứ quý nha quý vị. Dạ số 1 tới số 8, số 8 là tứ quý nha chú bác. Rồi cho chiều cao luôn. Dạ cây cao là 1 mét đúng. Rồi 1 mét đúng luôn. Dạ. Rồi đau quành luôn. Dạ quành của nó là 31 nha. Rồi 31 quý vị ơi. Dạ. Rồi lúc thước để đây quý vị. Rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu Đạt? Dạ cây này giao lưu với giá là 2,3 triệu nha. Rồi 2,3 triệu nha quý vị. Dạ rồi. Rồi đổi cây. Rồi mã số 2 cũng là tứ quý luôn nha quý vị. Rồi cho chiều cao Đạt ơi. Dạ cái cao là 1 mét đúng luôn Tấn ơi. 1 mét đúng luôn. Hồi nãy dạ. Cũng là 1 mét đúng, này cũng mình cũng 1 mét luôn. Dạ. Hai cây nó có cái phần tựa tựa nhau, có cái nhánh cắt ở dưới giống ha. Cái một cái hai giống á. Rồi cho cái hoành luôn. Dạ cây hoành 31 luôn anh Tấn ơi. 31 luôn. Dạ. Trùng với cái cây nãy luôn. Rồi giá luôn Đạt ơi. 1,8 triệu anh Tấn ơi. 1,8 triệu quý vị ơi. Cái mã số 2 nha quý vị. Rồi mã số 3. Số 3 là một cây tứ quý luôn nha các bác ơi. Rồi cho chiều cao luôn Đạt ơi. Dạ chiều cao của nó là 1,2 nha. Rồi 1,2 quý vị. Dạ. Cũng là tứ quý luôn. Rồi cho cái hoành luôn Đạt ơi. Dạ hoành là 36 nha các bác ơi. Rồi 36 rút thước. Rồi cho một vòng đế luôn. Đế này cũng đều quá ha. Dạ. Trải đều bốn mặt hết nè. Có hết. Cái này giao lưu giá nhiêu Đạt? Dạ cái này em giao lưu với giá là 2,3 triệu các bác ơi. Rồi 2,3 triệu quý vị. Rồi đổi cây. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 4 lên. Số 4 này khá cao nha. Mã số 4 mình cao khoảng 1,7 các bác ơi. Rồi khoảng 1,7 nha quý vị. Dạ. Tay cành thì cũng rất là đều ha. Rồi cho cái quạnh luôn. Dạ hoành là 27 các bác ơi. Rồi 27 quý vị ơi. Rồi rút thước luôn. Để đây. Một vòng đế nè.
Rồi giá như đạt. Dạ giá là 1.9 các bác ơi. Rồi 1.9 bao ship luôn quý vị ơi. Dạ. Mã số 4. Rồi mã số 5. Cũng là tứ quý tiếp tục luôn là tứ quý luôn nha quý vị. Cái này 1.5 các bác ơi. 1.5 luôn. Rồi quay vòng cho thấy tay cạnh nữa đạt ơi. Rồi tay cạnh cũng khá đều ha. Rồi cho cứ hoành luôn. Dạ hoành là 31 nha các bác. Rồi hạ tay xuống cái. Rồi 31 quý vị ơi. Rồi đúc thước đế đây quý vị. Quay vòng. Rồi báo giá luôn. Rồi cái mình có giá là 1.4 các bác ơi. 1.4 bao ship luôn. Rồi mã số 6 nha quý vị. Cũng là tứ quý luôn nha quý vị. Rồi cao luôn đạt ơi. Tay cầm cũng khá là đều nha quý vị. Cây cao 1.3 anh Tứ ơi. Rồi 1.3. Rồi hoành luôn. Dạ hoành 29 nè các bác ơi. Rồi hoành 29 quý vị. Rồi dòng đế luôn. Rồi báo giá luôn đạt ơi. Dạ cái này có giá là 1.4 luôn. 1.4 nha quý vị. Cái mã số 6 nha quý vị. Cái số 7 là cái tứ quý luôn. Số 7 là tứ quý. Tiếp tục là tứ quý. Rồi cao luôn. Cái cao 1.5 nha. Rồi 1.5 luôn quý vị ơi. Rồi hoành. Dạ hoành 27 nha các bác. Rồi 27 luôn. Rồi đúng thước. Một dòng đế luôn. Rồi báo giá luôn đạt ơi. Dạ cái này em giao lưu với giá là 2.000.000 các bác. Rồi 2.000.000 nhưng quý vị cây mã số 7 nha quý vị. Rồi mã số 8 cũng tiếp tục là tứ quý luôn. Rồi cao luôn đạt ơi. Dạ mã số 8 chiều cao nó là 1m đúng luôn Tứ ơi. Rồi 1m đúng luôn quý vị. Rồi hoành luôn em ơi. Dạ cái này có hoành là 27 nha anh Tứ. Rồi 27. Rồi đúc thước. Rồi cho ra một vòng bộ rễ này coi. Rồi báo giá luôn em ơi. Số 8 mình 1.8 Tứ ơi. 1.8 bao ship luôn nha quý vị. Rồi là hết tứ quý rồi nha quý vị. Bây giờ là mình lên phôi mai vàng nha. Mã số 9 là một phôi mai vàng. Rồi cho chiều cao luôn đạt ơi. Dạ mã số 9 chiều cao nó là 1m 1m 05 các bác. Rồi 1m 05 quý vị. Rồi cái hoành luôn. Dạ hoành là 23 các bác. Rồi 23 hoành. Rồi để luôn nè quý vị. Rồi báo giá luôn em ơi. Dạ cây này em bán với giá là 800.000. 800.000 bao ship tới nhà luôn. Mã số 9 nha quý vị.
Rồi mình còn qua một phôi bự nha quý vị ơi. Phôi này rất to quý vị. Đây, đây mã số số 10 nha quý vị. Số 10 là một phôi to dáng bay. Cái này bay qua khoảng nó dài khoảng bao nhiêu đạt? Bay 3m5 anh Tuấn ơi. 3m5. Dạ, còn cải tạo của em là 3m5 nè. À. Ở đây cải tạo nữa. Là 3m rồi, là mình tính cái chơi cái bay không không? Dạ cái bay á. Rồi. Còn cây cao là cây tổng hết là 4m5. Tổng cộng là 4m5. Dạ. Rồi. Cái bay của nó là 1m5 rồi nè. Rồi. Nó ngoài 3m5. Nhánh bay này là 3m5. Bắt đầu từ nhánh bay xuống mặt bầu là 1 mét nữa chứ gì phải không? Mét nữa. Mét nữa là 4m5. Rồi. Nó thoát thân là 60 em tới. Rồi, thoát thân 60. Dạ. Nó hoành bao nhiêu em? Dạ cây hoành là 50 đúng không ơi? Rồi 50 đúng quý vị ơi. Dạ em đo ngay cái vị trí này. Rồi đo vị trí đó là 50. Rồi rút thước em. Dạ. Rồi mời quý vị xem cái bộ đế một vòng nha. Cái này rất là khen. Thủ cũng rất là nở quý vị. Quá xa nở nè. Để cũng đều trơn ha. Đặt sạch hết trơn nè. Đây nó bự lắm. Bự chứ. Chẳng ha. Cây này bông 5 cánh truyền thống anh Tuấn ơi. 5 cánh ha. Dạ 5 cánh truyền thống. Ơi bay quá xá bay luôn. Cái này anh giao lưu giá nhiêu đây Đạt? Dạ cái này em giao lưu với giá là 25 triệu đúng không? 25 triệu quý vị ơi. Cái đường kính bầu của nó là 85. Đường kính bầu là 85 quý vị. Dạ. Để em đo tại thông thể cái đồi đế anh Tấn. Ông nguyên cái chu vi của cái bầu hả? Dạ, chu vi của cái nồi đế đó. Nồi đế hả? À. Là 1m6 á. 6 đo phỏng phỏng vậy đó thôi. Dạ. Giá lưu giá 25 triệu em ship 200 số. Rồi. Bao ship 200 km, còn những quý vị mà hơn 200 km thì ship làm sao em? Dạ, thương lượng hả? Dạ. Cây bay mà to vậy cũng thấy cũng lâu lâu lắm mới thấy được cây to dáng bay vậy ha. Dạ. Rồi, quý yếu của mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Trong quá trình xem cây, quý vị cảm thấy là hợp nhãn cây nào thì alo trực tiếp cho chủ cây, đó là anh Đạt nha quý vị. Số điện thoại của anh Đạt mình để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi trong quá trình xem, quý vị nào chưa bấm đăng ký, nhớ bấm đăng ký, bấm cái chuông rung rung để mình kịp thời nhận được cái thông báo sớm nhất nha quý vị, để mình chọn lựa cây sớm ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào cái video tiếp theo của mình. Xin chào.